Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Bảo Lộc phát sóng tối nay gồm những nội dung chính như sau. Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể tổ chức viếng nghĩa trang và thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Bảo Lộc trước thềm Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 5. Công tác xây dựng Đảng, thành tích và mục tiêu. Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục gặp gỡ trước thềm Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 5, gặp gỡ các đảng viên nhiều lần tham dự đại hội. Sau đây là nội dung chi tiết. Kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng ngày 27 tháng 7, đoàn lãnh đạo thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các cơ quan ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân trên địa bàn đã tổ chức viếng dâng hương dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Tại lễ viếng, sau phút mặc niệm tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, hy sinh vì độc lập tự do dân tộc, đoàn lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân cùng các đơn vị tham dự đã dâng hương lên đài tưởng niệm và các phần mộ liệt sĩ. Qua đó, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng đã ngã xuống trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Trước đó, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với Thành đoàn Bảo Lộc cũng đã tổ chức chương trình thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ nhằm khơi dậy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt, ăn quả nhớ người trồng cây. Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ nhận thức rõ hơn về lịch sử và những đóng góp vẻ vang, sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha ông trong công cuộc đấu tranh vì hòa bình giải phóng dân tộc. Sau lời phát biểu tri ân của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và sự quyết tâm phấn đấu học tập rèn luyện, đoàn kết một lòng xây dựng quê hương ngày càng phát triển của đại diện Thành đoàn Bảo Lộc, các đồng chí lãnh đạo cùng cán bộ, nhân dân có mặt trong lễ viếng đã thắp nến lên phần mộ các liệt sĩ, thể hiện sự quyết tâm nỗ lực, học tập trau dồi, sống làm việc xứng đáng với lời Bác dạy và sự hy sinh của các thế hệ cha ông. Cũng nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Hội cựu chiến binh thành phố kết hợp với Hội cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhiêm Hàm Thuận Đa My đã đến thăm hỏi tặng quà 6 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trao tặng mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng. Trong buổi đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe và cuộc sống gia đình. Qua đó, động viên, mong muốn các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống và làm gương cho con cháu noi theo. Chiều ngày 23 tháng 7, Đảng ủy phường 2 tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, bổ sung biện pháp giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. 6 tháng đầu năm, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn phường 2 có bước phục hồi, thương mại dịch vụ cơ bản đáp ứng nhu cầu đời sống, sinh hoạt của nhân dân, hoạt động kinh doanh tiền tệ của quỹ tín dụng có hiệu quả, sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, công tác thu chi ngân sách đạt 44% một năm. Quản lý đô thị, đất đai và xây dựng cơ bản được tổ chức triển khai tương đối tốt, văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, an ninh quốc phòng được giữ vững và ổn định. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được thực hiện thường xuyên. Đảng bộ đã kết nạp 5 quân chúng ưu tú vào đảng, đạt 50% kế hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy được xây dựng và triển khai đúng kế hoạch. 6 tháng cuối năm 2015, Đảng bộ phường 2 tập trung đẩy mạnh công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi, thực hiện các biện pháp tăng thu ngân sách, tăng cường quản lý đất đai, vận động nhân dân giải phóng mặt bằng, chuẩn bị làm tuyến đường Phan Đình Phùng. Tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho năm học mới, tăng cường tuyên truyền tố giác phòng chống tội phạm, đảm bảo giao quân. Đảng ủy chi bộ tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của đảng ủy. Đảng ủy Lộc Tiến vừa tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm, qua đó sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng qua và triển khai phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Về cơ bản, Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị, tổ chức thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trên lĩnh vực kinh tế, sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ổn định, đến nay nhân dân đã chuyển đổi 7,3 hectare cà phê năng suất chất lượng cao. Các cơ sở sản xuất kinh doanh chủ động nắm bắt, khai thác thị trường tiêu thụ, tạo công ăn việc làm ổn định cho lao động địa phương. Y tế, giáo dục, an ninh chính trị, trật tự an toàn, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm.
Về công tác xây dựng đảng, bên cạnh tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao trách nhiệm, nêu cao vai trò gương mẫu của đảng viên, đảng bộ phường đã chú trọng đẩy mạnh tổ chức thực hiện nghị quyết. Tổ chức thành công Đại hội Đảng Bộ Phường nhiệm kỳ 2015-2020. Cũng trong 6 tháng, Đảng Bộ Phường đã phát triển 5 đảng viên mới, cử 10 quần chúng ưu tú, theo học lớp cảm tình đảng, đồng thời kiểm tra 3 chi bộ theo Điều 30, Điều lệ đảng. Lập thành tích thi đua chào mừng Đại hội đại biểu thành phố Bảo Lộc lần thứ 5, nhiệm kỳ 2015-2020. Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Bảo Lộc tổ chức hội diễn hội thao các câu lạc bộ gia đình văn hóa thành phố Bảo Lộc năm 2015 diễn ra trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 7. Hội diễn hội thao đã diễn ra với 2 nội dung: văn nghệ quần chúng và thi đấu thể dục thể thao với sự tham gia của các câu lạc bộ gia đình văn hóa trên địa bàn 11 xã phường. Với chương trình hội diễn văn nghệ quần chúng, mỗi đơn vị trình diễn 4 tiết mục với nội dung là những bài hát, múa ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước. Trong đó tiết mục tốt ca không hạn chế số lượng diễn viên, quy tụ đủ thành phần lứa tuổi, nên qua tiết mục này, nhiều phường xã đã thể hiện được sức mạnh đại đoàn kết, năng lực tập hợp quần chúng tại cơ sở. 3 nội dung thi đấu trong hội thao là kéo co, bắt cầu mà đi, chạy tiếp sức chuyển bóng vào rổ, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên và tinh thần đoàn kết của toàn đội. Các nội dung này đã diễn ra thật sôi nổi, thu hút các vận động viên cũng như khán giả tham gia cổ vũ nhiệt tình. Với tinh thần làm việc chính xác, công bằng và khách quan của ban giám khảo và tổ trọng tài, hội diễn hội thao các câu lạc bộ gia đình văn hóa đã kết thúc với giải thưởng được trao cho các đơn vị như sau: giải đặc biệt đơn vị phường Lộc Tiến, giải nhất đơn vị phường 1, giải nhì các đơn vị phường 2 Lộc Phát, xã Lộc Thành, giải 3 phường Bờ Lao, Lộc Sơn, xã Lộc Nga, Đam Ri, Đại Lào và Lộc Châu. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ thành phố Bảo Lộc lần thứ 5, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ diễn ra từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 7. Đến thời điểm này, công tác tổ chức đã được chuẩn bị rất chu đáo. Ghi nhận của phóng viên Đài truyền thanh truyền hình Bảo Lộc trước thêm đại hội, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự chuẩn bị về nội dung và công tác nhân sự thì đến thời điểm này, công tác cổ động trực quan chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 5 nhiệm kỳ 2015-2020 cũng đã hoàn thiện. Trên các đường phố chính, quý vị cũng đã thấy được trang hoàng rất là rực rỡ với rất nhiều cờ phướng. Riêng đơn vị Trung tâm Văn hóa đã chuẩn bị các cụm pano cỡ lớn đặt tại các ngã ba, ngã tư lớn và các trục đường chính. Đồng thời, đơn vị cũng đã chuẩn bị 400 cờ Đảng, cờ Tổ quốc, 40 băng rôn và trên 300 phướng trang trí trên các tuyến đường. Cùng với Trung tâm Văn hóa thì các phường xã và các hộ dân cũng đã thực hiện tốt theo thông báo của Ủy ban nhân dân thành phố là treo cờ Tổ quốc chào mừng đại hội kể từ ngày 26 tháng 7. Thưa quý vị, hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại Thành ủy Bảo Lộc, khu vực sẽ diễn ra Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 5 nhiệm kỳ 2015-2020. Và tại khu vực trưng bày thì đến thời điểm này tổ công tác đã trưng bày các hình ảnh của các tổ chức cơ sở đảng tham dự đại hội, những hình ảnh, những báo cáo về hình ảnh về quá trình phát triển kinh tế xã hội, quá trình phát triển trong nhiệm kỳ 2010-2015, cũng như những mục tiêu, những định hướng phấn đấu của nhiệm kỳ 2015-2020. Cũng tại khu vực triển lãm thì 11 xã phường và đại diện một số đảng bộ, các cơ quan doanh nghiệp, các ngành ngân hàng, thuế, các đơn vị đã trưng bày hình ảnh hoạt động của đơn vị mình. Đây được xem là những báo cáo sống động về các con số, các chỉ tiêu mà các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố. Là một trong các hoạt động chào mừng sự kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 5 nhiệm kỳ 2015-2020, sáng nay 29 tháng 7, trước trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố, các ngành văn hóa thông tin, Trung tâm văn hóa thể thao đã tổ chức ra quân diễu hành qua các tuyến đường. Đây là một trong những nội dung tuyên truyền hết sức quan trọng, sôi động và mang tính cổ động và trực quan và thu hút lực lượng quần chúng theo dõi rất là lớn. Thay mặt cho lãnh đạo thành phố, tôi xin trân trọng cảm ơn đội mô tô thành phố Bảo Lộc, tất cả các anh em trong đội mô tô tham gia với đoàn cùng với các đồng chí đứng ra tổ chức được cái đoàn diễu hành của chúng ta trong ngày hôm nay thật sự sôi động, an toàn
và công tác tuyên truyền của chúng ta thành công tốt đẹp. Sau phát biểu và phát cờ hiệu lệnh của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trọng Tuấn, đoàn diễu hành gồm đội xe mô tô của lực lượng công an, xe loa của trung tâm văn hóa, đội xe mô tô, xe ô tô cổ và xe ô tô đội hình của các câu lạc bộ đã diễu hành qua các tuyến đường 28 tháng 3, đường Trần Phú hướng Lộc Châu đến Nghĩa trang Liệt sĩ, quay đầu về Lộc Sơn, qua Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Văn Thụ và kết thúc tại đường Nguyễn Công Trứ, khu vực Chợ Mới. Chiều 29 tháng 7, phiên họp trù bị Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 đã diễn ra. Trong phiên họp này, Đại hội đã thông qua các nội dung về quy chế đại hội, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, bầu đoàn chủ tịch và thư ký đại hội. Các đại biểu cũng dành thời gian nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị bước vào hai ngày làm việc chính thức diễn ra vào ngày 30 và 31 tháng 7. Để Đại hội Đảng bộ thành phố diễn ra an toàn, lực lượng công an phường 2 đã đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác tuần tra tại các khu vực đông dân tập trung vào các buổi tối như khu vực quảng trường 28 tháng 3, khu vực công viên trước Ủy ban Nhân dân thành phố, các hàng quán và các khu vực giáp ranh. Tại các buổi ra quân, lực lượng công an cùng dân quân đã đôn đốc nhắc nhở người dân chấp hành an toàn giao thông, để xe đậu xe đúng nơi quy định, tạo môi trường thông thoáng, văn minh. Qua các buổi ra quân kịp thời tham mưu giúp cấp ủy chính quyền các cấp giải quyết tốt tình hình phức tạp nảy sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, nắm chắc tình hình có liên quan đến công tác bảo vệ, làm tốt công tác phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn mọi hoạt động phá hoại của các đối tượng gây ảnh hưởng xấu tới Đại hội Đảng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Bảo Lộc, phát tại website baoloconline.lamdong.vn. Thưa quý vị và các bạn, kế thừa các thành tựu và tinh thần đoàn kết, nhất trí của Đảng bộ trong nhiều nhiệm kỳ qua. Từ sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ tư, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động của mỗi cấp ủy để đổi mới phương thức xây dựng nghị quyết và lãnh đạo tổ chức thực hiện, củng cố kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, phát huy vai trò đại diện của mặt trận, đoàn thể, bảo đảm chức năng giám sát, phản biện xã hội, mở rộng các hình thức dân chủ trực tiếp. Nhiệm vụ xây dựng đảng và hệ thống chính trị được thực hiện trong 5 năm qua với các trọng tâm, thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay. Gắn nhiệm vụ chỉnh đốn đảng với quá trình đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng đã tạo được những chuyển biến tích cực nhằm nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng của đội ngũ cán bộ đảng viên về âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, nâng cao ý thức và tinh thần tự rèn luyện đạo đức lối sống, chủ động ngăn ngừa và đấu tranh với những biểu hiện sai trái về chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức chấp hành nghị quyết, chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước, kỷ cương trong sinh hoạt, gương mẫu trong đời sống. Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện đồng bộ về quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa về chuyên môn lý luận chính trị và đào tạo đội ngũ cán bộ theo chuẩn, xác định rõ chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị, xây dựng các quy chế quan hệ phối hợp, tạo sự đồng bộ trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan đơn vị. Quá trình triển khai chương trình tổng thể về cải cách hành chính đã có những chuyển biến tích cực nhằm nâng cao trách nhiệm công vụ của cán bộ công chức và năng lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Sự phối kết hợp đồng bộ giữa các cấp chính quyền, mặt trận và các đoàn thể trong triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết qua công tác dân vận và hoạt động của các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội đã tạo sự đồng thuận và tham gia tích cực của nhân dân, nhất là trong cuộc vận động chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng phường phát triển toàn diện. Các phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa đã đạt được kết quả khá toàn diện. Những thành tựu quan trọng đạt được trong 5 năm qua đã khẳng định sự chuyển biến tích cực trong quá trình nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, thể hiện trong sự đổi mới về phương thức, nội dung lãnh chỉ đạo, quan hệ phối hợp và thực hiện tốt các nội dung quan trọng về chính trị tư tưởng, tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và nâng cao năng lực cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, tỉnh, đồng thời tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm. Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng đảng luôn là nhiệm vụ then chốt của mỗi cái cấp ủy đảng, và phát huy
cái văn hóa trong cộng đồng dân cư, xây dựng có người là cái nhân tố hết sức là quan trọng. Từ đó chúng ta phải tập trung để tiếp tục thực hiện những mục tiêu xây dựng Bảo Lộc trở thành trung tâm dịch vụ công nghiệp có cái điều kiện hạ tầng phát triển đồng bộ, có cái điều kiện về cơ sở vật chất, phúc lợi xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa, nó có cái vai trò thu hút và cái chi phối trong phạm vi khu vực với tư cách là một cái đô thị chức năng. Thông qua quá trình thực hiện các cái mục tiêu nhiệm vụ thì cũng cần phải rút được những cái kinh nghiệm trong thực tiễn và khắc phục những cái mặt hạn chế tồn tại để được từ đó thường xuyên có cái xây dựng được các cái mô hình, các cái điển hình tiên tiến mà nâng cao cái hiệu quả và chất lượng của cái phong trào thi đua gắn với lại các cái đề án xây dựng nông thôn mới, đề án xây dựng hạ tầng đô thị, đề án nâng cao cái chất lượng và cái hiệu quả trong ngành giáo dục, ngành y tế và gắn với lại các cái chương trình trọng tâm, các cái nhóm công trình trọng điểm để có những cái mục tiêu mà được phân kỳ và cái kế hoạch cụ thể trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Công tác xây dựng tổ chức bộ máy được quan tâm thực hiện từ đầu nhiệm kỳ ở mỗi tổ chức cơ sở đảng đến ban chấp hành đảng bộ thành phố, với 67 cán bộ lãnh đạo quản lý của thành phố và 82 cán bộ đảng bộ trực thuộc. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý trong quy hoạch đã được đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, điều động luân chuyển để nâng cao năng lực thực tiễn, đảm bảo yêu cầu chuẩn hóa và tỷ lệ cơ cấu đội ngũ trẻ cán bộ nữ. Tổ chức cơ sở đảng đã thực hiện các quy định về chức năng nhiệm vụ lãnh đạo phù hợp với từng loại hình, chấp hành điều lệ, giữ gìn kỷ luật trong tổ chức và sinh hoạt. Hàng năm có trên 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém và giảm so với nhiệm kỳ trước. Với 60 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thành ủy và 305 chi bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ, các tổ chức cơ sở đảng hoạt động với 4 loại hình: hành chính, sự nghiệp, sản xuất kinh doanh và địa bàn dân cư. Đến nay, tất cả các tổ dân phố, các thôn đều có chi bộ, không còn chi bộ sinh hoạt ghép tại các cơ quan đơn vị và khu dân cư. Các tổ chức cơ sở đảng trong các khu dân cư đã phát huy được vai trò lãnh đạo nhân dân trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới, xây dựng phường phát triển toàn diện, tạo sự gắn bó trách nhiệm với nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, chất lượng và nội dung sinh hoạt thể hiện được sự đổi mới thiết thực. Các tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thực hiện có hiệu quả trách nhiệm lãnh đạo, quá trình triển khai nhiệm vụ chuyên môn, giáo dục cán bộ, đảng viên, trách nhiệm công vụ, duy trì được nền nếp sinh hoạt. Các mặt công tác sinh hoạt đảng, chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, phát triển đảng viên được quan tâm thực hiện thường xuyên. Các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp, một số đơn vị đã thể hiện vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong xây dựng mối quan hệ hài hòa, lợi ích của người lao động và các chủ thể quản lý doanh nghiệp, xây dựng được tổ chức công đoàn giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh. Về những mục tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2015-2020, cái quá trình là nâng cao cái năng lực sản xuất của các cái ngành công nghiệp, đổi mới công nghệ theo cái định hướng là phấn đấu để có khoảng 50% các cái doanh nghiệp và các cái cơ sở sản xuất kinh doanh có cái công nghệ hiện đại, tiên tiến, gắn liền với lại quá trình xây dựng mà liên kết với lại các cái vùng công nghiệp, các cái vùng sản xuất nguyên liệu, để từ đó tạo được cái giá trị thương phẩm mà của các ngành sản xuất ngày càng cao, có năng lực cạnh tranh để góp phần là chi phối thị trường nội địa cũng như xuất khẩu. Trên cái lĩnh vực dịch vụ thì tiếp tục phát triển cái thương mại dịch vụ, coi đây là một trong những cái trọng điểm của quá trình phát triển kinh tế. Trước hết là đẩy mạnh các cái dịch vụ và hoạt động thương mại trên địa bàn của thành phố, để có thể là thông qua hoạt động dịch vụ mà chúng ta bảo đảm được các cái dịch vụ trong quá trình thực hiện cái định hướng xuất nhập khẩu. Bên cạnh đó, cái lĩnh vực văn hóa thì sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thiện cái hệ thống giáo dục để
tăng cường cái năng lực đào tạo nguồn nhân lực không chỉ cho Bảo Lộc mà còn có cái phạm vi chi phối ở trong khu vực, phấn đấu để mình giảm cái tỷ lệ nghèo đạt dưới 0,7%, chăm lo cho các cái gia đình chính sách, các gia đình có công, rồi hỗ trợ các cái chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện các cái chương trình mục tiêu quốc gia về bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc y tế cộng đồng và xây dựng Bảo Lộc trở thành một cái địa bàn mà có kinh tế phát triển, có cái đời sống văn hóa mà hài hòa và có môi trường sinh thái nó có cái sự ổn định và theo cái định hướng phát triển bền vững. Nhìn lại nhiệm kỳ đi qua, Đảng bộ thành phố đã giành nhiều thắng lợi quan trọng trên các lĩnh vực và công tác xây dựng Đảng. Kinh tế phát triển, văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi. Đó là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục bước sang nhiệm kỳ 2015-2020 với nhiều tiềm năng và sức bật để có những bước tiến xa hơn trong tương lai. Sáng ngày 25 tháng 7 năm 2015, đoàn phường 2 tổ chức lễ khai mạc giải bóng đá mini hè phường 2 năm 2015. Tham dự giải năm nay có 16 đội bóng quy định lứa tuổi từ 11 đến 15. Đại diện các tổ dân cư trên địa bàn tham gia tranh tài, các đội chia làm 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 2 đội nhì mỗi bảng vào thi đấu vòng tiếp theo. Đây là sân chơi hè bổ ích của các em thanh thiếu nhi trên địa bàn phường, nhằm thiết thực chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội tỉnh đảng bộ và đại hội đảng bộ thành phố Bảo Lộc lần thứ 5, nhiệm kỳ 2015-2020. Tạo điều kiện để các em thanh thiếu nhi giao lưu, học hỏi, rèn luyện thể chất, góp phần cân đối hài hòa giữa thể chất và năng lực. Sáng ngày 26 tháng 7 năm 2015, Ban chấp hành Chi hội Võ thuật Cổ truyền Bảo Lộc tổ chức kỳ thi thăng cấp đài võ cổ truyền dưỡng sinh lần thứ 6 năm 2015. Tham dự kỳ thi có trên 200 võ sinh đến từ các câu lạc bộ, võ đường, phòng tập trên địa bàn thành phố. Hội viên võ cổ truyền dưỡng sinh thành phố Bảo Lộc và các huyện Di Linh, Cát Tiên, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Được biết, võ cổ truyền Việt Nam là môn võ truyền thống, văn hóa, lịch sử, đồng hành suốt hơn 4.000 năm cùng đất nước và dân tộc Việt Nam. Truyền thống võ cổ truyền là lấy nhân làm gốc, lấy nghĩa làm nền, lấy đạo làm kim chỉ nam, lấy đức làm điều giáo huấn. Văn hóa võ cổ truyền là tinh thần uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo. Lịch sử võ cổ truyền là ngoan cường trong đấu tranh dựng nước và giữ nước, không phản bội tổ quốc, quê hương. Phát huy tinh thần võ cổ truyền Việt Nam, hiện nay thành phố Bảo Lộc đã thu hút nhiều đối tượng, từ các em học sinh đến người cao tuổi theo học tại các câu lạc bộ, võ đường và các phòng tập. Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục gặp gỡ trước thềm đại hội nhiệm kỳ 5, nhiệm kỳ 2015-2020 phát sóng kỳ này, Đài truyền thanh truyền hình thành phố Bảo Lộc tiếp tục giới thiệu đến quý vị cuộc trò chuyện của phóng viên với một số đại biểu đại diện đã có nhiều lần tham dự đại hội đảng các cấp. Xin được giới thiệu đại biểu Nguyễn Minh Mẫn, sinh năm 1954, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 1. Xin được giới thiệu đại biểu Lê Văn Khoa, sinh năm 1968, Phó trưởng ban tuyên giáo thành phố Bảo Lộc. Và xin được giới thiệu đại biểu Phạm Hữu Cảnh, sinh năm 1958, hiện là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Lộc Sơn. Xin được cảm ơn các đại biểu đã dành thời gian tham dự chương trình của chúng tôi trong ngày hôm nay. Câu đầu tiên xin được hỏi các đại biểu có thể chia sẻ về cái số lần tham dự đại hội đảng bộ các cấp được không ạ? Xin mời đại biểu Phạm Hữu Cảnh. Thưa công chí, thưa các bạn xem đài, là đại biểu tham dự đại hội đảng bộ thành phố Bảo Lộc lần thứ 2, lần thứ 3, lần thứ 4 và lần thứ 5, nhiệm kỳ 2015-2020. Vâng, như vậy là đại biểu Phạm Hữu Cảnh đã có 4 lần liên tiếp tham dự đại hội đảng bộ thành phố và đây là lần thứ 5 đúng không ạ? Còn đại biểu Nguyễn Minh Mẫn, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 1, có thể chia sẻ về
cái số lần tham dự đại hội của mình được không ạ? Tôi rất vinh dự được 4 lần tham dự đại hội đảng bộ thị xã Bảo Lộc, nay là đại hội đảng bộ thành phố Bảo Lộc, và một lần là được tham dự đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ 9 là vào năm 2011. Vâng, còn đại biểu Lê Văn Khoa, anh có thể chia sẻ về những cái lần tham dự đại hội cũng như là cái kỷ niệm của mình được không? Cá nhân tôi thì cũng được vinh dự tham dự đại hội đảng bộ huyện cũng như đảng bộ thành phố, đây là lần thứ 3. Nhưng đặc biệt đối với đảng bộ thành phố Bảo Lộc, đây là lần đầu tiên được tham dự đại hội đảng bộ. Như vậy là riêng anh Khoa thì chắc là đã nhiều lần tham dự, nhưng mà đây là lại lần đầu tiên tham dự ở cấp thành phố Bảo Lộc đúng không ạ? Thì chắc chắn là sẽ có nhiều cái cảm xúc mới hơn. Vâng, thưa các vị đại biểu, là qua rất là nhiều lần tham dự đại hội đảng bộ thành phố, thì các vị đánh giá như thế nào về các kỳ đại hội đã tham dự? Liệu rằng các kỳ đại hội trước nó đã sát thực tế và việc triển khai các nghị quyết nội dung văn kiện đại hội đảng bộ thành phố cũng như tại cơ sở thì đã đúng lộ trình và thực sự đem lại hiệu quả thiết thực hay là chưa? Mời đại biểu Nguyễn Minh Mẫn, phương 1. Thưa các đồng chí và thưa quý vị xem đài, qua các lần đại hội của đảng bộ thị xã Bảo Lộc và đại bộ đảng bộ phố Bảo Lộc, phải nói cái sự chuẩn bị kỹ càng của ban chấp hành từ văn kiện đến nhân sự, nói chung kết quả của đại hội là thành công rực rỡ. Đại hội đã kiểm điểm đánh giá đúng được những kết quả, những thành tựu đã đạt được trong 5 năm, và cũng phân tích kỹ càng những hạn chế, những khuyết điểm, từ đó đề ra phương hướng mục tiêu cho 5 năm tới để triển khai thực hiện, lãnh đạo thực hiện cái nhiệm vụ chính trị của đảng bộ thành phố trong 5 năm, đưa lại rất nhiều kết quả. Bước vào kỳ đại hội lần này thì các đại biểu kỳ vọng gì hoặc là có ý kiến đóng góp như thế nào cho đại hội lần này? Xin mời đại biểu Lê Văn Khoa. Qua theo dõi cũng như qua thực hiện nhiệm vụ thì từ thường trực thành ủy cho đến các ban xây dựng đảng và các cái tổ chức chuẩn bị cho cái đại hội lần này, là tôi tin tưởng rằng thì đại hội lần này với sự chuẩn bị thật chu đáo như vậy thì sẽ thành công rất là tốt đẹp. Đối với cá nhân tôi cũng như các đồng chí khác thì bao giờ cũng mong muốn tổ chức một kỳ đại hội đảng bộ phải thật sự dân chủ, đoàn kết và phát huy được trí tuệ của toàn đảng toàn dân, và đặc biệt đó là lựa chọn được những người thật sự có đức có tài để tham gia vào cái cấp ủy mới. Dạ vâng, cảm ơn đại biểu Lê Văn Khoa. Đại biểu Phạm Hữu Cảnh, ông có mong muốn hoặc là ý kiến như thế nào trước kỳ đại hội lần này không ạ? Vâng, tôi cũng xin có ý kiến về kỳ vọng của mình trong cái kỳ đại hội lần này. Tôi cũng rất kỳ vọng vào kỳ đại hội lần thứ 5 này, ban chấp hành đảng bộ sẽ đoàn kết, thống nhất, xây dựng Bảo Lộc sớm trở thành đô thị loại 2 như chúng ta đã đề ra. Dạ, vâng. Và nâng cao về cái đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố, trong đó quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là quan tâm đến các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng. Dạ vâng, cảm ơn đại biểu. Xin mời đại biểu Nguyễn Minh Mẫn, đại diện cho mặt trận phương 1 ạ. Kính thưa các đồng chí và kính thưa quý vị xem đài, tôi tin tưởng rằng với đại hội được chuẩn bị kỹ càng của các tiểu ban nhân sự, tiểu ban nội dung và tiểu ban phục vụ cho đại hội, thì đại hội sẽ diễn ra tốt đẹp và cũng đánh giá được những cái thành tựu đã đạt được trong 5 năm qua, nhiệm kỳ 2010-2015, và phân tích kỹ càng những mục tiêu chưa đạt được để đề ra cái phương hướng mục tiêu sát thực với thực tế của thành phố Bảo Lộc, đặc biệt phải chú trọng nâng cao cái hạ tầng cơ sở, vận động cao hạ tầng cơ sở, đảm bảo được cái quốc phòng an ninh và nâng cao được cái đời sống về vật chất và tinh thần của nhân dân Bảo Lộc nhiệm kỳ 2015-2020. Xin được cảm ơn. Dạ vâng, xin một lần nữa cảm ơn các vị khách mời. Thưa toàn thể quý vị, với chủ đề nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng bộ thành phố, đoàn kết dân chủ đổi mới, phát huy nguồn lực, xây dựng thành phố Bảo Lộc phát triển bền vững. Tin rằng những ý kiến, những góp ý cũng như là các kỳ vọng mong muốn của các đại biểu sẽ được đưa ra, nêu ra thảo luận lấy ý kiến và làm rõ, từ đó góp phần hoàn thành những nội dung mục tiêu mà nghị quyết đại hội đảng đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, chương mục gặp gỡ trước thềm đại hội số thứ 5 và cũng là số cuối cùng trước khi đại hội đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 5, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra, xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục gặp gỡ trước thềm đại hội cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền thanh Truyền hình Bảo Lộc. Để theo dõi lại nội dung chương trình, quý vị và các bạn có thể truy cập website baoloconline.lamdong.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.